quay làm sao nó không nhắm mắt được? Biết rồi. Nhanh lên. Chính em là người đầu tiên được biết. Con chó mở mắt nha. Thì sủa con dâu nha. Con chó mở mắt biết chưa? Rồi, đại trí nhá, chị vào lấy. Ok la. I cannot. Nhớ không? Nhắm mắt chưa? Đó, nhìn lên cho hết cả mỗi tao bật mắt. Nhắc nhưng mà làm gì đấy, đến phút rồi. Đừng chịu không, không hai, chúng phải bịt mắt nữa. Rồi. Đợi tí nào. Chưa được đâu. Hô đi. Chưa ra đến nơi. 2, 3. Hai, ba. Trời ơi, mê gặp Phúc. Cô chú hãy theo dõi. Ất luôn nghe nhé.